Ok, đã về đến nhà rồi nha. Đây, đây là đàn vịt của nhà sân. Đây, vịt con này đang uống nước. Rất là đẹp, khỏe mạnh luôn. Vẫn còn dùng bóng cũng nha. Đây, xảy một cái bóng úm. Đã ăn xong rồi mọi người, đã hết cám rồi. Thank you.